Chào các con, cô Hoàng Vân rất vui mừng chào đón các con đến với bài học tiếp theo trang số 20. Cô sẽ hướng dẫn cho các con bài Marching Up and Down. Ở bài này thì chúng ta sẽ ôn luyện lại các nốt mà chúng ta đã học phía trước. Đó là nốt Do Re Mi ở khóa Son và nốt Do Si La ở khóa Fa. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các con đọc tên nốt nhạc bản nhạc này nhé. Ở nhịp 24 thì chúng ta sẽ lấy hai phách đều rồi chúng ta đóng nốt nhạc. Bây giờ cô sẽ lấy nhịp như sau. 1, 2, 1, 2, La, Si, Do, 2, Do, Si, La, 2, Do, Re, Mi, 2, Mi, Re, Do, 2. Đó là phần nốt nhạc của bản nhạc này. Và ở bản nhạc này thì có con nốt nhạc ở khóa Fa và sau đó là nốt nhạc ở khóa Son. Thì như vậy chúng ta sẽ thực hành cả hai tay, tay trái trước và tay phải sau. Bây giờ thì các con cùng quan sát cô hướng dẫn cho các con ở trên phím nhé. Và ở bài Marching Up and Down thì các con sẽ đặt cả hai tay, tay trái vị trí Do, Si, La và tay phải ở vị trí Do, Re, Mi. Chúng ta sẽ chơi dòng đầu tiên với tay trái và dòng thứ hai với tay phải. Bây giờ cô Vân sẽ hướng dẫn cho các con một lượt từ đầu đến cuối tốc độ chậm của nhịp 24 nhé. 1, 2, 1, 2, La, Si, Do, 2, Do, Si, La, 2, Do, Re, Mi, 2, Mi, Re, Do, 2. Bây giờ thì cô sẽ chơi với lại nhạc ở tốc độ chậm. 1, 2. Quay lại. Hướng dẫn xong cho các con bài trang số 20. Các con luyện tập bản nhạc này, lưu ý về vị trí để gõ ngón tay trên phím này, lưu ý cách gõ và chúng ta cũng cần nhớ nốt nhạc ở trên bản nhạc nhé. Chúc các con luyện tập bài này thành công. Chào tạm biệt các con.